Quý khán giả đang tiếp tục với phần 2 của chương trình tin tức tổng hợp của đài IBC do xứ ngôn viên Vũ Quang Vinh và Tuyết Nha trình bày. Thưa quý vị, nghi phạm sát hại du khách Paris đã thề trung thành với ISIS. Một công tố viên cho biết vào Chủ nhật ngày 3 tháng 12, người đàn ông 26 tuổi bị bắt sau vụ đâm chết du khách người Đức tại Paris vào thứ Bảy, cam kết trung thành với tổ chức nhà nước Hồi giáo. Người đàn ông thiệt mạng mang quốc tịch Philippines bị tấn công gần với tháp Eiffel và hai người khác bị thương bằng búa sau khi kẻ tấn công bỏ trốn khỏi hiện trường. Công tố viên chống khủng bố Jean-François Ricard đã nói với giới truyền thông, kẻ tấn công đưa ra cam kết với ISIS trong một video được phát hành trên mạng xã hội. Ricard đã nói người đàn ông này bị bắt sau khi bị cảnh sát bắn và đang điều tra về những tội liên quan tới tội danh khủng bố. Alaska Airlines mua Hawaiian Airlines với giá 1,9 tỷ Mỹ kim. Alaska Airlines. Sorry anh. Sao vậy? Lại nha. Alaska Airlines mua Hawaiian Airlines với giá 1,9 tỷ Mỹ kim. Alaska Airlines cho biết vào hôm ngày 3 tháng 12 nói rằng họ đã ký thỏa thuận mua lại Hawaiian Airlines với giá 1,9 tỷ Mỹ kim, trong đó bao gồm 0,9 tỷ Mỹ kim nợ ròng của Hawaiian Airlines. Hai công ty cho biết Alaska Airlines sẽ mua lại Hawaiian Airlines với giá 18 Mỹ kim một cổ phiếu tiền mặt, đồng thời cho biết thêm rằng giao dịch này sẽ mở ra nhiều điểm đến hơn và mở rộng khả năng tiếp cận trên khắp khu vực Thái Bình Dương, lục địa Hoa Kỳ và trên toàn cầu. Thỏa thuận này dự kiến sẽ tạo ra thu nhập thêm ở mức một con số cho Alaska Airlines trong vòng 2 năm đầu tiên. Tổ chức kết hợp sẽ có trụ sở tại Seattle dưới sự lãnh đạo của giám đốc điều hành Alaska Airlines Ben Minisushi. 9 người đã tử vong sau khi những người có vũ trang đột kích vào mỏ Poderosa của Peru. Cảnh sát cho biết vào ngày hôm qua, 9 người thiệt mạng, 15 người bị thương sau khi những người có vũ trang đột kích vào mỏ Poderosa của Peru với chất nổ và đã bắt giữ con tin. Chính phủ nói những kẻ tấn công tiến vào hầm mỏ bằng cách sử dụng chất nổ, đối đầu thô bạo với nhân viên an ninh và bắt 4 người làm con tin. Trong tuyên bố, thì Poderosa nói 10 công nhân bị thương nặng, 3 người bị thương nhẹ. Họ cho biết thêm những sự kiện bi thảm như thế này không xảy ra một cách riêng lẻ. Đây là kết quả của sự đi xuống về những điều kiện an toàn trong khu vực. Poderosa nói những tổ chức tội phạm đã hoạt động tuyệt đối không bị trừng phạt dưới sự bảo vệ của Rainforest, một chương trình mà chính phủ Peru sử dụng cấp giấy phép cho thợ mỏ thủ công từ năm 2017 tới nay. Không có hành tinh Bi, cuộc biểu tình về khí hậu của Bỉ đã nói với COP28. Cảnh sát cho biết khoảng 20.000 người đã biểu tình ở thủ đô của Bỉ vào ngày Chủ nhật 3 tháng 12 để yêu cầu có thêm hành động nhằm chống lại hiện tượng nóng lên toàn cầu khi các đại biểu từ khoảng 200 quốc gia gặp nhau tại Dubai để tham dự hội nghị về khí hậu COP28 của Liên Hiệp Quốc. Diễu hành trong tiếng trống, những người biểu tình vẫy các biểu ngữ có nội dung hành động ngay, chữ O được cách điệu giống như trái đất đang bốc cháy và không có hành tinh Bi. Tại Dubai vào ngày Chủ nhật, hội nghị thượng đỉnh COP tập trung vào vấn đề biến đổi khí hậu gây ra nhiều bệnh tật và bệnh tật hơn. Với chủ nhà, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và các tổ chức từ thiện cam kết chi 777 triệu Mỹ Kim để xóa bỏ các bệnh nhiệt đới bị lãng quên, dự kiến sẽ trở nên trầm trọng hơn nhiều. Các nỗ lực đang bị chậm trễ nhằm đáp ứng mục tiêu của thỏa thuận Paris năm 2015 là giữ nhiệt độ toàn cầu tăng dưới 2 độ C và một mức vượt quá mức mà các nhà khoa học cảnh báo về tác động nghiêm trọng đến thời tiết, sức khỏe, nông nghiệp và nhiều vấn đề khác. Blogger chống tham nhũng nổi tiếng là Trần Minh Lợi bị bắt lần thứ hai. Chủ trang Facebook diệt giặc nội xâm nổi tiếng một thời là ông Trần Minh Lợi bị chính quyền Việt Nam bắt tạm giam ngày 1 tháng 12 với cáo buộc lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức công dân không lâu sau khi ông được thả tự do vào năm 2020. Truyền thông Việt Nam cho biết Công an Đắk Lắk thực hiện lệnh khám xét nơi ở thi hành lệnh bắt tạm giam ông Trần Minh Lợi, 55 tuổi, sống tại xã Bê Hốc, huyện Cư Cun, tỉnh Đắk Lắk vào ngày 1 tháng 12. Cáo buộc ông thường xuyên phát trực tiếp trên mạng xã hội nhiều nội dung xuyên tạc. Ông Lợi trước đây được biết đến khi lập trang Facebook diệt giặc nội xâm vào năm 2016. Trang mạng xã hội này thu hút nhiều người theo dõi vì đăng tài liệu chứng cứ tố cáo hành vi vi phạm nhận hối lộ của nhiều viên chức.
Tuy nhiên, sau đó, tháng 3 2016, ông Lợi đã bị công an Đắk Nông bắt để điều tra, cáo buộc đưa hối lộ. Tháng 3 2017, tòa án Đắk Nông tuyên phạt ông Lợi 4 năm 6 tháng tù với tội danh này, mặc dù ông liên tục kêu oan và nói ông chỉ đấu tranh để chống tệ nạn tham nhũng mà thôi. Cuộc diễn hành đánh dấu 100 năm của Disney ở Chile, trẻ em và người lớn rất vui mừng vào ngày 3 tháng 12 tại thủ đô của Chile trong cuộc diễn hành để vinh danh công ty Walt Disney nhân kỷ niệm 100 năm thành lập. Đám đông chật cứng tại các đại lộ chính của Santiago để có thể chiêm ngưỡng những quả bóng bay khổng lồ mô tả các nhân vật mang tính biểu tượng của Disney như chuột Mickey và vịt Donald trong cuộc diễn hành ở Paris. Trẻ em vẫy tay chào các nhân vật Disney yêu thích của chúng trong khi người lớn đắm mình trong những ký ức tuổi thơ. Đây là phiên bản thứ 12 của cuộc diễu hành Paris đã bị hủy bỏ do đại dịch Covid-19. Walt Disney Studio được thành lập vào năm 1923 tại Hollywood, California bởi anh em Walt và Royal Disney, trở thành xưởng phim hoạt hình lâu đời nhất của thế giới. Phim của Disney thường dựa trên những câu chuyện cổ tích hoặc dân gian cổ điển, pha trộn giữa lãng mạn, hài hước, buồn bã, hành động gây cấn và sự khám phá bản thân. Kính thưa quý khán giả, và bản tin vừa qua cũng tạm kết thúc chương trình tin tức tổng hợp trưa nay của đài IBC qua phần trình bày của sứ ngôn viên Vũ Quang Vinh và Tuyết Nha. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm đón xem và ủng hộ. Cảm ơn những cơ sở kinh doanh thương mại đồng hành bảo trợ cho đài, đặc biệt IBC Home Shopping với rất nhiều những sản phẩm dược thảo đến từ thiên nhiên chăm sóc sức khỏe cho cả gia đình. Mọi thông tin chi tiết xin mời quý vị liên lạc về 714-892-5717 hoặc quý vị có thể shop online qua trang mạng ibchomeshopping.com. Tuyết Nha và Vũ Quang Minh xin trân trọng kính chào và xin kính chúc quý vị một buổi chiều vô lượng an lạc.